Kính thưa quý vị, Securency chi tiền mua dâm cho phái đoàn Việt Nam. Theo lời một nhân chứng trong phiên tòa ở Úc, một phái đoàn viên chức chính phủ Việt Nam đã được trả tiền để mua vui với gái bán dâm trong vụ bê bối hối lộ in tiền Polymer. 8 cựu lãnh đạo của hai công ty Securency và NPA đang hầu tòa vì bị cáo buộc lập quỹ đen và chi hàng triệu Mỹ Kim để có hợp đồng in tiền ở các nước châu Á, gồm cả Việt Nam. Ra tòa hôm 6 tháng 9, một nhân chứng kể lại vào cuối năm 2007 và giữa năm 2008, ông gặp một đoàn gồm 10 cho đến 12 viên chức Việt Nam được công ty Securency đặt cho bí danh Sứ Đậu. Ông Gary Power, giám đốc kỹ thuật của Securency, đã nói với cảnh sát rằng một vị trong phái đoàn này đã kể lại buổi tối hôm trước họ đã thăm các cô gái bán dâm mà chi phí được ông John trả. Tên ông John được dùng để ám chỉ ông David Ellery, cựu giám đốc tài chính của Securency, đã thoát án tù hồi tháng 8 sau khi chấp nhận hợp tác điều tra về vụ bê bối. Ông Power đã làm việc cho Securency từ năm 1999, nói đó là khoản chi phí kỳ cục duy nhất mà ông nghe là Securency đã trả cho phái đoàn Việt Nam. Nhưng ông cũng nói mình từng thấy nghi ngờ và bất thường khi được kể về việc con trai ông Lê Đức Thúy, cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, được học bổng tại Đại học Durham của Anh. Trong bản khai, ông Power còn nói một lãnh đạo của Securency, Bill Lothar, có quan hệ với Đại học Durham. Ông cũng nói với tòa rằng Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi đó, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, được công ty Úc đặt cho biệt danh là Susie Mắt Đen. Luật sư của một trong các bị cáo, Michelle Anderson, nói không có gì gian trá về các biệt danh. 8 người từng giữ các chức vụ lãnh đạo của công ty Securency và NPA đã ra tòa hôm 14 tháng 8 để nghe chứng cứ chống lại họ trong vụ án tiền Polymer. Phiên nghe lời khai của tòa án tại Úc vẫn còn đang tiếp tục.